món ăn vặt không thể bỏ qua dành cho bà bầu trong 3 tháng đầu. Đồ ăn vặt cho bà bầu có rất nhiều, song không phải ăn gì cũng đều tốt cho sức khỏe thai kỳ. Vì vậy, bà bầu cần ăn có chọn lọc và ăn đúng cách mới giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Sau đây là những món ăn vặt dành riêng cho bà bầu trong 3 tháng đầu thai kỳ không thể bỏ qua. 1. Sữa chua. Nhiều bà mẹ hay gia đình lo lắng vì trong thành phần sữa chua có chứa nhiều vi sinh vật, có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. Tuy nhiên, suy nghĩ đó là hoàn toàn sai. Sữa chua được lên men từ nguồn sữa tiệt trùng. Những vi sinh vật có trong sữa chua là những vi sinh có lợi cho đường ruột. Ngoài ra, sữa chua còn có thành phần khoáng chất như natri, kali, photpho giúp kích thích tiêu hóa và bổ sung lợi khuẩn cho thai nhi và bà mẹ. 2. Cà chua bi. Nếu bạn chỉ thích có món gì nhai mà không nhiều calo, thì cà chua bi là một món vô cùng hợp lý. Bạn có thể ăn nửa bát cà chua bi mà chỉ hấp thu dưới 50 calo. Với một lượng dồi dào vitamin C, cà chua bi còn cung cấp hàm lượng lớn các lycopene. Đây là một loại chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư và các bệnh tim. Cộng với một số lượng lớn chất xơ, vitamin A và một ít folate, cà chua bi là một món ăn vặt được coi là nhiều dinh dưỡng. 3. Khoai lang sấy. Khi bạn thèm món gì đó giòn giòn, ngọt ngọt thì những miếng khoai lang sấy sẽ là món ăn vặt hữu ích. Nếu có lò nướng và khéo tay, bạn có thể tự làm, tự thưởng thức món ăn vặt cho bà bầu với món khoai lang chip vì nó sẽ ít natri và chất béo hơn so với khoai mua sẵn ở bên ngoài. Thêm vào đó, bạn còn nhận được nhiều lợi ích sức khỏe từ khoai lang như kali, chất xơ, vitamin A, C và B6. 4. Phô mai. Các loại phô mai đã tiệt trùng là lựa chọn lý tưởng để bổ sung canxi cho bà bầu cũng như năng lượng và dinh dưỡng. Ngoài ra, một miếng phô mai giàu protein sau bữa chính sẽ giúp bà bầu có thêm nhiều chất dinh dưỡng. 5. Cà rốt. Ngọt dịu và đầy dinh dưỡng, cà rốt cũng là một lựa chọn thích hợp cho các mẹ bầu. Chỉ cần rửa kỹ, mẹ có thể nhấm nháp một thanh cà rốt tươi hoặc chế biến thành món nước ép cà rốt tẩm chút mật ong thơm phức. 6. Rong biển. Rong biển là một loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng và chứa nhiều iốt, vitamin B2, DHA, axit allicin và axit allicinic được tìm thấy trong nhiều loại rong biển, có chức năng ngăn chặn độc tố từ máu mẹ được vận chuyển vào bào thai. Ăn rong biển không chỉ làm giảm nguy cơ bị ung thư và còn tránh được những khiếm khuyết về di truyền. Do đó, ngoài lợi ích của rong biển với sức khỏe bà bầu, rong biển cũng rất tốt cho sức khỏe của thai nhi trong bụng. Hy vọng với danh sách món ăn vặt cho bà bầu được liệt kê trên đây, mẹ bầu sẽ có những món ăn vặt lành mạnh để nhâm nhi mỗi khi thấy thèm ăn và vẫn đảm bảo bổ sung đủ dưỡng chất cho thai kỳ.